đó có mấy em gái đang đi mua ruốc anh. Bán mà không thêm là nằm đêm không ngủ được đó. À, chiều dài của con rồng này là dài 568m và nặng đến 9.000 tấn. Các anh chị đến với không gian ẩm thực của chợ đêm Sơn Trà rất là đông sáng, rất là nhiều luôn. 800 triệu rưỡi. Thơm rồi đấy, bắt đầu thơm rồi. Bưu. Như nó là nhà. À. Đẹp. Tại bây giờ mình có mặt ở cái bãi biển này của Đà Nẵng để về xem cái chợ cá, chợ hải sản. Ở đây là nem lùi nè mọi người. Đó, cái này có bắp này, có mực, có tôm. À đây. Nếu mà không ngon là không trả tiền đúng không? Không ngon là không trả tiền. À, ở đây là có bốn hương vị. Trên trước hả? Anh là cái màu quét cái màu của nó sẽ đẹp hơn. À, ok, đúng rồi. À, nhìn thấy nó hấp dẫn. Chờ nó là chiên con này thôi, một con này duy nhất thôi. Hai cào. Phần thứ hai là bằng sừng. Một phần này là bao nhiêu? Phần đó là phần lớn, nó 200 mà. 200. Cái này phần lớn hơn nữa. Phần này có rồng rồng ở trên này. Rồng rất là nhiều lắm. Ở trong này đi tham quan anh nhiều anh ơi. Dạ. Ồ. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Nó đổi màu luôn này, cái sóng này nó cực kỳ xanh luôn. Mực ni mình bán 1 ký còn mấy á cô? 200. Còn 180 à, còn 5 triệu mấy, cái máy lọn mấy. À, trời con này ngon ha. Còn 150 nha. À, đủ cái loại tiền không nè. Này ký 50 về cũng ngon á, con ruốc. Ở đây là gọi là con ruốc. Nhưng mà ở miền khác là họ. Ở miền khác ở ngoài mình là con moi. Con moi à? Dạ. Ui chà, mua đây mua đồ hả? Mua đây. Ui chà, 200 ngàn đã chứ. Này khó chịu trong người liền đi qua ga khó. Thấy ông này cũng hơi độc ớt, cũng một trường một sách mà ra. Thấy một cái đoạn biển mà người ta đóng ruốc, người ta đóng ruốc người ta đi rất là nhiều ruốc luôn. Quá trời luôn. Mùa này là mùa cái con này đó. À, chờ chiên cái món này luôn. Con này gọi con tép á cô? À, nha. Dạ, ruốc nhưng mà tép à? Dạ. Con ruốc nhưng mà tép. Dạ. Dạ. Đẹp mà. Dạ ơi. À, đóng về một dạ. Xong cái này là toàn món này luôn rồi cô. Tư này. Dạ. Toàn món một món ruốc này thôi. Ờ có lột với mấy con cá đến cái không gian đóng ruốc của bà con. Dạ, cái này đóng đi mua rồi có. Đóng đi bán à? À, đi bán chờ được. Dạ. Mình phải đóng bằng cái xô nhựa này, toàn là xô nhựa giống nhau hết cả. Cái này chuyện đi chị. Vô. Chờ đây là chiên con này thôi, một con này duy nhất thôi. À, chờ là chỉ bán một con. Chờ là chờ đặc biệt. Bán hải sản mà bắt một con duy nhất. Đó. Bài 80 ký. Một sách là bài 80 ký mọi người. Đó. Ngoài này có thuyền thúng. Ngoài này có mấy thuyền thúng. Người ta đưa ngoài kia vào. Mình mới đi thúng về à bác?
đi thiền chứ không? À đi thiền à. Còn cái này là chỉ đưa. Cái này là phương tiện đưa ro vô. À vận chuyển ra đây vô đó. Đến ngoài đó thôi. Rồi rút xa lá mình rút đi xa đó. À có nghĩa là họ đưa trong hướng chở về luôn. À. Cái ấy nó còn có mua. Chở đi nữa. Chở cái luôn. Cái món rút là mình đi qua đêm hay là mình đi sáng nay mình vô? Đi từ chiều qua, à, qua chiều giờ qua. Chiều qua. À dạ. Có ghe từ 5 giờ, có ghe 6 giờ. Dạ. Có ghe 6 rưỡi. Dạ. Có ghe 6 rưỡi, ghe 5 giờ. Ừ. Dạ. Cái chợ ruốc này là cả năm luôn hay là mùa ruốc mới có? Đâu, tháng có mùa thôi, cho mấy tháng. À, mấy tháng. À. Dạ. Giờ đến tháng 3. Tháng 3 là hết. Bà hết cái mùa ruốc này là bà con đi làm đi món kia. Đó. À. Lưới quay. Lưới quay. À. Là bắt mấy con cá ở trên giống như cá ở trên kia đó. À, dạ, dạ. Chứ cơ mình nấu không lồm lá chi em. Dạ, dạ. Nhà nước đâu có nuôi. Rồi. Chú sau mấy tuổi rồi cũng phải len xuống dưới biển lồm này. Dạ, dạ. Chú sau mấy rồi hả? Dạ. Giống như bà con mà ở nhà 60 tuổi ở nhà là người bề phệ, không được cứng khác. Nếu mà chú làm công nhân từ đã dịu rồi. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều nha. Ở bên này thúng tay vận chuyển vô đây nè. Thúng vận chuyển vô này. Thúng vận chuyển vô này. Cái thúng này đó. Rồi chờ bằng cái thúng này vào. Ui. Thúng vô này. Thúng vô người ta đẩy thúng vô xong người ta thiền vào. Chợ rất là nhộn nhịp sôi động. Đây còn số con cá mà à, cá tươi thấy mắt xanh à. Đâu nói thì về thì ăn đúng mà làm giữa tên à, ăn thiếu. À, mà ăn thiếu luôn hả? Ừ, mà đây ngày nay mua, đây lại mua đây này. À, mua về đây hả cô? Ừ, mua về đây. Ủa, mua này ăn cả năm luôn á? Ừ. À. Cô làm lâu lâu là cô cả năm á? Mua này mới có mấy ngày nữa. À. Mấy ngày này thôi chứ. À, hết rồi hả? Cái này cô mua 1 ký là bao nhiêu? À, 17 nghìn 1 ký. 17 nghìn 1 ký, ui dồi. À. Sướng hả? À? Dạ, mất tiền. Ừ, dạ. Nhiều canxi chú ạ. Dạ, canxi. Gọi là... Con ruốc. Ở đây là gọi là con ruốc. Nhưng mà ở miền khác là họ... Ở miền khác, ở ngoài mình là con moi. Con moi à? Bắc gọi là con moi. À, người Bắc là gọi là con moi. À. Mỗi mùa là có một cái con đặc trưng riêng. Cái mùa này. Vô. Ui, dồi, đã chứ. À, bên kia bà con bỏ hàng lên chờ. Một cái xe máy như vậy mà chờ ba cái xô thế này, 7-80 kg một xô, hai tầm mấy. Rồi xe bắt đầu di chuyển về các chợ mọi người nhé. Sau khi đóng hàng xong là xe về các chợ. Đó có mấy em gái đang đi mua ruốc rồi này, đi thăm con mua ruốc đây rồi. Cảnh rất là đẹp luôn mọi người, bờ biển buổi sáng nhộn nhịp đông đúc. Giỏi chưa, nói chung là ngôi chợ này là ngôi chợ đặc biệt nhất luôn, chỉ bán một món duy nhất. Ở đây thấy cô đang làm cái gì đó. Làm là nó sẽ không có bị rơi ra hả cô? Nước nó tươi hả? Nhìn thấy nó không hào á. Mà là nước biển hả cô hả? Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Quá hay. Ôi đọc câu này quá hay lắm. Nhắc đến từ nào là đọc thơ bài đấy. Nhà thơ hả cô? Nhà thơ. Dạ. À, đó, gặp ngay nhà thơ luôn, khen chưa? Cái cơm này. Dạ, một ngày hai bữa cá cơm này luôn hả? Ờ, là con cá cơm đây. Dạ, cá cơm này là dạng cá sạch sạch nhất. Dạ, nhỏ nó là gọi là sạch nhất á. Cá cơm này ngang với con tép, ngang với con ruốc chứ mấy. Nhỏ xíu. À, là di chuyển cái thuyền thúng. Mua lại cái thuyền thúng.
bây giờ mua lẹ lại. À, cô bán lẹ lại. Cái này bán lẹ là một ký bao nhiêu á cô? À 20.000 á. À 50. À kìa. 50.000 một ký. Dạ đúng đúng. Dạ đúng mua phải không chị? À đúng ngày đem nhiều mà á. Dạ rồi cảm ơn. À dạ dạ đúng rồi, hát đông vui là thấy vui. Dạ. Đây chưa? Bán mà không thêm là nằm đêm không ngủ được đúng không? À, dạ thưa có khác. Dạ. Bán là phải thêm. Còn nếu không thêm là không ngủ được. À dạ. Đến tới không đi biệt nhà. Dạ. Cái cặm cụi lao nghề đánh có. Dạ. Có tâm xong thì lưới nhà ở đây lo. Dạ. Chưa kịp lồm thì ông chủ ông rầy lo. Dạ. Có lúc ông nói ông này, ông nọ. Dạ. Có lúc ông rủ ông hầu cô bóp. Dạ. Ôi cảnh sống lòm ăn chua chót. Dạ. Bởi mình nghèo mình phải lòm thê. Dạ. Thê tôi về mình cười giận họ he. Xóm ra đây mình thật khổ. Trời tôi quay nữa đi. Dạ. Đây bị ông một đêm bo bóng giót nước đó thời thì mình mãi lắm đêm sống. Dạ. Nhau được con gì rõ con nấy. Dạ. Nhiều cũng có tôi với anh cũng thấy muốn kho em sợ chủ không ưng nước mét rưng rưng quyền lợi chúng mình. Dạ. Lúc bóng có mình đâu có ngó. Dạ. Số 10.000 số 7 cũng nghe mà có mét cũng như đốm mây che quyền tự chủ muốn làm gì cũng được miễn chúng mình kiếm được vài đôi trăm lúc chia tiền thì mù mịt túi tam nồi tiền hương đèn ổ giấy tính tất cỏ trong tiền đóng mò đưa ro đưa tiền ro lúc nọ lúc kia ai làm biển cho nam bơi gió còn bãi gió bỏ vô tiền khó đi ghe này khó chịu trong người liền đi qua ghe khó thấy ông này cũng hơi độc ớt cũng một trường một sách mà ro giữa đêm khuya ngồi giữa chiếc thuyền mượn đôi bút tôi tỏ qua đâu dòng bỏ đi với nước. À. Cô nói là cô sáng tác thơ rất là giỏi mà cô nhớ nhưng mà cô gái là điện thoại là cô không có dùng cô ít dùng rút sân trà. Trò này ngon lắm thì khách tới là khách lên trộn xúc bánh tráng rất ngon canxi nhiều lắm tết mà ăn canxi nhiều lắm. Trộn xúc bánh tráng rồi để cho rút xong rồi cái lồng nước mắm tuổi ớt. Mắm tuổi ớt. Rồi cái là cho vô xíu bột nêm trắng thấm đi. Cái là lộn nước mắm tuổi ớt. Yeah. Mua rau thơm đậu phộng về. Trộn vô sốt bánh tráng rất ngon. Yeah. Mà ăn canxi nhiều lắm. Cái này hả, còn khi mà còn nhỏ ăn là không có gì cả. Mà cái xúc ăn thôi. Canxi nhiều. Cảm ơn cô nhiều, cô đọc bài thơ hay quá. Cô là nhà thơ mọi người. Vô tình mà gặp được cô hay. Bây giờ mình có mặt ở cái bãi biển này của Đà Nẵng để về xem cái chợ cá, chợ hải sản buổi sáng mọi người. Ở đây mình thấy mấy ô đang cân hải sản. Chị cái thằng qua một chị. À chị, sao tôi gửi qua không có. Qua ở bốn chị lại mày. Đó, ở đây cái lạc đó mọi người nhé. Cá lạc. Đây ốc nè. Ở đây là bỏ con. Đó, ở đây cũng có hệ thống sụp. Anh này ghẹ. Mày mực. À, đi qua bên này. Ủa, thấy mấy mực to. Mực to dữ mọi người. Chờ lúc này là ông Tép đóng đi để họ chở đi xa hả? Ủa, con cá này đang ngậm cái gì đây? Đó, có à? Cá cao có mẹ, có hố. À, cá hố. Giống cái như lưỡi cái lưỡi à? À cái lưỡi đó. À. Cá hố này cái răng dữ đấy. Dạ. Yeah. Cá hố này. Cá này là tươi xanh mới vào đó đúng rồi cô ha? Cá cao mới vô. À, cá hố này hố câu. Còn cái này là cái cá thu. Dạ. Yeah. Hải sản ở đây tươi xanh luôn mọi người. Rồi ngoài biển mới vào. Chắc chờ đây đông sớm hả cô ha? Giờ bây giờ tan chờ đấy cô ha? 3 giờ đông rồi. À. 8 giờ tan. Dạ, 8 giờ tan à? À. Mà cứ người là ra đi. Dạ. Con này con chíp chíp á. Chíp. Con này ốc hương. Màu đó hả? Dạ.
Dạ. Bật tình bật nghe bà Phú Thê cũng mực. Cái này gọi là mực lá ha. Dạ. Úi giời. Toàn hàng tươi xanh thôi. Kính thưa các loại. Chim tươi mà không còn bo luôn này. Còn sống luôn này. Nó bò ra này. Cái này là cá cơm á. À, cá cơm dạ. Ừ. Mấy cô là vậy ra đây 3 giờ mình mua hàng ở đây xong mình bán ở đây. À mua xong rồi bán ở đây luôn. Yeah. Mình bán đến đến 8 giờ là mình về. Vô chợ. À vô chợ. Còn vô chợ chứ. À còn vô chợ. Vậy là mấy cô bán ở đây xong là vô chợ nào? Chợ mai. À chợ mai. Dạ. Số thì bốn giờ được em thì không. Tội chưa. Chia sẻ nữa. Ồ vì chia sẻ nữa. Cái này mà thấy bà con hết điểm xuống mua cái lạc với lại con cá này cá gì cá chai cá chai cá chai cá chai biển ngay sát bờ biển luôn. Ui giời sóng xô dài bên kia nhà có tầng như này mình mới đi qua đó. Ô đang ốc mình đập đi hả? À lấy cái ruột ra. Đây là bỏ nhà họ, họ bóp gũa. À, bóp gũa à? Ở đầu. À, trộn. Hành tây đâu đâu. Đây, cô bên này đang bóc ra đó. Bên cô đập. Này, bóc ra nó to đi mọi người. Bên này xe đưa hàng. Xe chở hàng về chợ. Đó bên này là chùa Lên Đứng mọi người. À, mọi người thấy một bãi thuyền ngoài này. Còn thuyền là thuyền. Ở trên này là mọi người thấy bãi biển chạy lên thẳng lên bị kê đúng không? Ngoài này là bà con đang lựa mấy cái này nó dính vào. Bây giờ mấy cô phải lựa. Đưa lại. Chắc món này đắt tiền hơn là riêng ra quá. À nhà đã tiền rồi riêng ra, còn cái này là ốc cũng vậy luôn á, còn mấy cái kia là chung đó. À cái này 40-50, dạ cái này là 100, à, còn mấy kia là 10.000 ký bán ngàn đó, đủ loại đó. À, đây có con mực này. Ở đây mực này là mực chi á cô? Mực non con. Mực nan con. Dạ. Đây đây là mực nan. Cóc này nhỏ đây lớn này chưa đó. À lớn là lớn. Hả? Mình lấy cái nan của nó ra. À lấy cái nan của nó. Cái nan của mực lúc nhỏ này đó. À cái nan nó cứng cứng này. Lúc nó to. Ủa. Ủa. Ủa đổi màu. Đổi màu. Đổi màu này. Ủa mực nó đổi màu được hết luôn hả? Đó, à, nó đổi màu luôn này, sống này từ tươi xanh luôn. Mực ni mình bán 1 ký còn mấy á cô? 200. Ký 200. Ốc siêu to khổng lồ. Ốc mà thấy cái thịt của nó mất nhiều ấy. Nhiều. Đây cũng ốc luôn. Mấy chị đang mua mang về. Ồ, mực ra này nhiều nè. Con cá đuối râu nó dài. Ồ, mực nan mực cơm, mực nhỏ. Ồ, bên này mực nan. Sống xô xào xạc. Và mấy cô mà đang miệt mài liệu. Tôi tâm tít à? Dạ. Ở đây 1 ký bao nhiêu á? 50 cho anh. Dạ. Ký 50 về cũng ngon á. Cũng được ha. Dạ. Có mấy con cua nhỏ này, như có ghẻ hay cua mà có trứng này. Ghẻ. À, ghẻ cũng có trứng luôn hả? Ghẻ có trứng. Cái này cái loại ghẻ này là gọi ghẻ đá. Ghẻ đá hả? Dạ. Ghẻ đá là nó chắc hơn hay sao mà? Nhỏ nhưng mà nó ăn chắc. À. Rồi nó mới ngọt thiệt. À. Nha. Yeah. Cái này nó ngon hơn bên kia. Dạ, tôi mới ngon hơn bên kia. Dạ hả? À.
nè, mấy con này ngon. Vô bao à, cua cùm. Cua cùm này còn ít thấy. Mấy con này ha, cũng ngon á. Ăn được không? Nấu canh, giả cho nấu canh. À, ý là ở trong không có là giả nấu canh. À, có nghĩa là hên xui rồi hả? À, nặng. Thấy nặng đó nhé. Còn bên này rô cá. Còn anh lừa được 2kg, 2kg ngon hả? Để cho là máy cung bán nữa. Để cho họ chữ. À, được à. Cái này là dạng chia sẻ tới đấy. Dạ, yeah, cái này là họ đặt rồi mà cô. Dạ. À, dạ. Cái này về răng me đó. Cái chân gỗ cùm đó. Ngon ghê lắm. Cùm hay là con cống? Lục bà cô. Hả? Lục là anh cái này ăn. Lục có cái này được nè. Ngon lắm. Ăn luôn được. Yeah. Yeah. Ui chà, mua đây mua đồ hả? Rẻ. Ui chà, 200 ngàn đã chứ. Ồ, quá đã luôn. Xin tí con cô kìa. Tổng này hả? Đây rồi cô. Rồi con cầm. Đẹp. Nhiều siêu hot. Cầu rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng, cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hàn, à, một cái biểu tượng của thành phố Đà Nẵng luôn mọi người. Đây là cây cầu dài 568m, nặng đến 9.000 tấn. Đường Ma Hắc Đế, cái đường mà đi xuống chợ đêm Sơn Trà. Đây, con thấy này, đó, thấy không? Du thuyền Tây Bắc, thuyền rồng về đêm. Không biết một vé như vậy là bao nhiêu tiền á? Bà con nhìn đẹp không? Nhìn lung linh luôn. À, mình châm xuống thiếu nè. Thấy những chiếc thuyền ở trên dọc sông Hàn rất rất là đẹp luôn. À, khi nào có dịp chúng ta sẽ trải nghiệm chiếc thuyền đó mọi người nhé. Con rồng, đầu con rồng hướng ra biển mọi người. Cổng chính của chợ đêm Sơn Trà ở đây có bánh căn nè mọi người. Có bánh căn, bánh xèo, nem lụi hấp dẫn. Dạ, yeah. Chào. Có cái ba chì này. Có cục ba chì này có hấp dẫn mọi người. Ba chì này, ba chì cuốn. Anh. Dạ. Cái này là mình gọi là nướng gì á anh ha? Lá mốc mật hả? Cái này là một cục là bao nhiêu tiền? Cục 150. Ồ. Ồ. Em cảm ơn anh nhiều nhé. À, barbecue. Cả nướng có lửa lên hấp dẫn. À, nem lụi, cơm sườn. Người Việt. Bún hải sản. À, bún hải sản. Cảm thấy. Thì bé đang nướng cái xiên này cũng nhìn hấp dẫn. Dạ dạ. Dạ dạ. Nướng hồi nướng bánh trăng nướng. Dạ dạ. Thế là sườn nướng đó. Nướng chè ly kim bơ. Cái này mông tay, ốc mông tay nướng. Bao nhiêu tiền? Ốc mông tay nướng ngon á. Cái này đầy đủ đồ nướng luôn. Mực nướng. Và bánh xèo, à cái này bánh tráng nướng nhé. Đà Lạt. Bánh tráng nướng Đà Lạt. Hầu này, qua đây mới hấp dẫn nè. Cái này mực nướng mình bỏ than vô. Rồi, hấp dẫn á. Bỏ dĩa bán ở đây luôn hả? Dạ, bán cái dĩa. Cái dĩa đó, cái dĩa là bao nhiêu tiền? Là một dĩa này 80. Dĩa 80. Đó, có nghĩa là bán thêm mẹt mẹt nhỏ đó, cũng hay á. Cũng ý tưởng cũng hay á. Nướng nhiều hơn. Phải nướng khách cũng nhiều nữa. Đó, hay nướng như thế này là hấp dẫn rồi.
có cả xúc xích nướng, có cả mực nướng. Dạ, dạ. Có đang luôn có giá mà đi đây đi. Cái này là cánh gà nướng, đuôi gà nướng, nem nướng, bánh trắng nướng. Các bạn chị đến với không gian ẩm thực của chợ đêm Sơn Trà rất là đông nhộn nhịp. Các bạn chị thấy là người đi dòng người đi trên. Đây là từ cổng chính đi vào mọi người nè. Ở cổng chính đi vào. Đây là kem. Kem Jinsu. À, tìm kem cuồng. À, tìm kem cuồng. Nó đã làm kem á mọi người. Trời ơi. Nướng luôn, nướng như bắp. Đây là không gian hải sản mọi người, rất là nhiều luôn. 800 triệu rưỡi. Đó, nó có cái phần như vậy. Đó, bên này là nghêu, ốc móng tay, bưu. Bên này hàng nướng tôm này, cái này trứng này. Mỗi loại mỗi hương vị đi, 4 cái. Dạ. Các nem chả giò anh, nem rụi. Như vậy ngay đó là tính tiếp. Dạ. Mà ăn ở đâu? Ăn tại chỗ luôn được không? Dạ, ngồi đây anh. À, okay. Đứng đây mà em không có bị văng hả? Em đứng lên đây em đụng chân á. À. Bị rồi, phải bị nữa không sao đúng không? Này là cái lò dưới là mình bỏ cái gì dưới á? Dạ, bếp gà. Bếp than hả? Bếp gà. À. Cái mình gà. Ở đây là nem lùi nè mọi người. Đó, cái này có bắp này, có mực, có tôm. Một cái. Ăn đi. À, mọi người hai cái một con. Ngon thế nào vậy? Ngon là ngon thế nào ta? À, nhắc nách à? Ôi dạ. Anh chan nước mắm này luôn anh nè. Ừ, chan lên bữa anh ăn luôn. Tét nách. Ở đây là tét nách à? Ở ngoài Huế là nhức nách rồi, còn đây là tét nách luôn á. Ở đây có hai đồ đùa mọi người. Nếu mà không ngon là không trả tiền đúng không? Không ngon là không trả tiền. À, ở đây là có 4 hương vị. Trên trước hả? À, anh là đường phố. Đường phố hả? À, đây cái bánh căn trứng. Cái này là mình bỏ bánh căn chín xong bỏ trứng vào thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thử cái coi, giòn đi nhé. Nóng. Nóng. Wow, nóng. Vì đầu tiên, cảm nhận đầu tiên là nóng rồi nè, vì mới trên nồi xuống. Nóng hổi vừa thôi vừa ăn. Cái này là bắp là bình thường không? Tập tâm tí nước mắm ăn ngon của nè. Không gian này khách rất là đông luôn mọi người. Ở bên kia là có mấy nhà hàng khác. Ở đây là menu mọi người nhé. Bánh căn trứng nè. 1 cái 40 hả? Tóc nách rồi không ăn nè. Ai vẽ à, bánh bạch tuộc. Takoyaki. Ở đây cái bánh này tròn như bi á, hình như có mực có tôm này. Thực sự là 4 con hả? 3 con này. Dạ, 4 con hay 3 con được, 4 con thì con. À, tùy con thì con chung, còn 3 con thì 3 con lớn. Cái này mà gia đình đi là đúng bài luôn hả? Dạ, đúng rồi đó. Đi công bộ đi. Rằng tự nhiên đang đứng nó chạy ra sau. Mầm à? Dạ. Ăn riêng mầm 1 con mới no rồi chứ mọi người. Dạ, người 1 con là ok đó. Ăn lại mầm to rồi. Ở đây có rất là nhiều combo luôn mọi người. Bắp với nướng thịt hấp dẫn. Làm bắp ăn chơi vui nè. Ăn cái nó cuốn hơn không? Là vlog rồi. À, là vlog. Và này cái xúc xích. Xúc xích nướng đá đàn hót bia Huda. Huda bia. Nó khác với chợ đêm ở Đà Nẵng á, là chợ đêm phố đi bộ Hai Bà Trưng ở Huế là bán hai bên đường đi giữa, ở giữa là đi bộ, còn đây là bán ở giữa đi bộ hai bên. À, khác với ở ngoài Huế. Hello. Thơm rồi đấy, bắt đầu thơm đấy. Hấp dẫn. Cái này một phần này là bao nhiêu tiền á? 40 hả? 40 là. Chà, hấp dẫn. Rồi. Bún bò Huế nữa hả? Dạ. À, đặc sản của Huế.
Có cái que nó là như là khoai tây hả? Khoai tây. Ngồi để khám phá ẩm thực của chợ Sơn Trà Đà Nẵng. Cái này là mực. Dạ, mực dạy nó 50. Mực 50 một cây hả? Cái này là giống nhau à? Dạ. Cái đây là dao quét dầu. À, quét dầu hả? Cái này. Ờ. À. Cái màu. Quét cái màu luôn hả? À. Nó sẽ đẹp hơn. À. Cứ à. Sơ lẫn lăn lăn căng căng thịt. Căng cái thịt ra này, giống như đi đúng không? Đúng rồi. À. Nó đang căng ra. Căng cái thịt ra. Cái kiểu chéo. Cái chéo đó. À bữa mình hơ sơ qua cái bữa khách tới là mình nướng lại đi. À. Cái khách ăn rồi nó thật. Khi nó mới thật sự là nướng. À. Nướng xong nó mới thịt ra. À ok, đúng rồi. À, nhìn thấy nó hấp dẫn. Nhìn thường nó trắng là nó không 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 không, không thích lắm đúng không? Cũng tùy ví dụ như là thường nướng như nó sẽ rất là đỏ. Gì gọi là lốt nướng là bò. Dạ, bò của nó lốt. Bò của nó lốt. À. Chắc bán ở chợ nhiều á là nói được chứ bán ở chợ nhiều giao tiếp. Để bán đồ thôi. À tiếng bùi. Ở ngoài xã bên đi tụi nó nói hay. Rồi cầm ra. Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Nạc hả? À. Thường là họ nói là dìm hoặc là ba chỉ hoặc là chi đó. Cái kiểu gì vậy đó? Mông. À, đây vai mông à. Mông hồi là vừa nướng xong. À, mấy thịt mông mùa heo. Đẹp mém. Ngon ở chỗ nóng á. Thơm. Nóng. À, nước ồ đi về cái này là hàng... À. Ở đây cái pha lấu mình bán sao ta? Chén 60.000 hả? À. Chén là mình ăn không mà thôi nha, ăn cái sao? Ăn không mà. Cái này pha lấu bò 60.000 một tô hoặc là chén này hả? Mấy loại bánh này mọi người. Cái giò này. Cái bánh này gọi là bánh gì á chị bác? Hai cào. Con thứ hai là bánh xíu mại. Bánh xíu mại. Con thứ ba là ăn thử khoan cho biết ăn đấy. Ăn cái pha lấu nữa cái đã. Dạ. Cái này là hai cái. Thập cầm. Cái này thập cầm. Dạ. Một phần đây là bao nhiêu? Phần đó là phần lớn nó 200 mà. 200. Dạ. Cái này phần lớn hơn nữa. Dạ. Phần này có bánh bao nữa. Bánh bao này, pha lấu rồi. Cái này đi. Cái này pha lấu. Ngồi trong này hả? À dạ ok. Đây tô pha lấu đây mọi người. À. Có rau rầm ở trên này, rau rầm rất là nhiều luôn. Ở trong này, cái này là trong này cái gì ta? Dạ, ở trong này là nội tạng của bò đó anh. Nội tạng bò đó hả? Nói chung là nội tạng bò. Còn cái gì là không biết đúng không? Dạ. Lá mía này đồ đó anh. Lá mía rồi có gan đúng không? Dạ. Có lòng. Đó, nói chung là như vậy mọi người. Đó, pha lấu thì chắc mọi người ăn nhiều rồi nhưng mình lần đầu tiên ăn pha lấu. Gọi là pha lấu thôi chứ còn lòng bò ăn. Bò rồi mời mọi người. Vừa là anh nhúng đầu rằm mình trộn đều lên. À, ừ. Cái này hợp với đầu rằm á mọi người nha. Mình thì chưa ăn cho nên không rõ lắm. Mình ăn đầu rằm mới ngon. Thường mình ăn lòng á, mình chấm với nước mắm á, nó mặn. Nhưng mà cái pha lấu này ngọt ngọt. Nó kiểu ngọt quá. Cái mặt hàng lưu niệm. Mẹ đón vừa hát của mọi người. Người ta khám phá một vòng nữa của ngôi chợ này mọi người. Cho người ta đi đường này đông ghê. À, bà con của bán chị chúng ta đi sao hai chúng ta không đi cắm trại? Đây con này có trò chơi. Chợ đêm Sơn Trà chúng ta sẽ đi xuống một đoạn này thôi, chúng ta sẽ đi vòng qua bên kia. Các bạn ghé lựa áo quần đi, kẹo thắp đèn này đẹp hay. Mệt nha. Đồ ăn đồ năm. Đi xong. Từ ngày 8 đến ngày 16. Cái to nhất á. Hai XL có không? XL là đẹp rồi. Ngoài sau lưng có nghĩa. Sau lưng. Bưa rồi à? Đẹp rồi. Ờ, được rồi lấy.
về màu trắng mà già rồi mặc con mèo đó vui chứ, già rồi mang mèo nước bụng nữa chán. Gần lấy vợ đó chị nè, mang mèo vợ mặc mèo cũng được má. À con hổ con đồ chứ mạnh mẽ chứ. Đây này làm con như gì nè, con đi nè, ôi đẹp lắm mấy. Chị hỏi chị ví dụ như xưa chị chưa lấy chồng á, chị thích con mèo không, mà thích mấy con nhỏ đó không, chị thích mấy con mạnh mẽ chứ. Chị nhanh lắm, chị bé bán hàng nhanh ghê không, đủ tiền đủ mình đủ cái loại tiền luôn. Có tiền Việt 200 đồng, tiền Việt 200 đồng này, tiền này cũng lâu lắm mà. À, có mấy tờ 500 mấy bình đạn. À. Hôm nay mình mời bà con cô bác chị về tham quan chợ Sơn Trà, chợ đêm Sơn Trà. Hôm nay thì mình xin phép khép lại cái video ngày hôm nay tại đây mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video vào ngày mai. Bye bye mọi người. Thank you. Anh trai tim, nó đẹp.